Thế con tàu nào không anh? Còn cao tốc, cởi xe lại. À không không, em đi cả xe. Cởi xe bây giờ mới lên Hà Tiên, cho ngày mai đi. Thế ạ? À? Ủa thế ạ? À? Mình tìm ra được một cái bãi này hay quá mọi người ạ. Bến tàu bãi bằng mọi người ạ. Đây là bến tàu bãi bằng kia mọi người. 1,7 triệu mọi người ạ. Tốn tiền quá. Một chiều về nữa là 3,4 triệu. Ui dồi. Còn chiều về nữa mọi người ạ, quên mất chưa tính chiều về. Định xuống dưới xe nằm mà nó trong chành. Nó say lắm mọi người ạ, không thể nằm ngủ được. Thế thôi đi lên trên vậy. Đây là vợ tôi khi đi phà ra Phú Quốc mọi người. Úi dồi, đi phà mà đã thế này rồi thì từ đây đến Rạch Giá là mình đi hết 2 tiếng 44 phút mọi người ạ. 119 cây. Đấy là dự kiến thôi mọi người ạ. Mà không biết đường xá như nào. Nhà mình vẫn đang ở thành phố Cà Mau. Bây giờ nhà mình sẽ tìm đường đi thẳng đến Rạch Giá mọi người. Hôm nay thì trời tối qua đêm qua thì trời cũng mưa to. Trong sáng nay cũng mưa. Thế ra là cả ngày hôm nay mát mát mọi người ạ. Hơi có tí mưa phùn. Đây là cách hai đứa nó giải trí đây. Nói chung là ngồi trên xe mấy tiếng ấy, phải có gì cho tụi nó giải trí không, nó buồn chết mọi người ạ. Đấy là lý do vì sao mà mình lại về quay lại biển thôi mọi người ơi. Đi biển thôi mọi người ạ. Để buổi chiều tụi trẻ con nó còn có gì chơi. Đây là con đường từ Cà Mau đi Kiên Giang mọi người ạ. Nói chung là cũng giống như cái con đường quốc lộ 1A đi vào. Đường có hai len và thỉnh thoảng có ổ gà, ổ voi. Lưu ý là đi đến Cà Mau ấy à, có mấy cái đoạn lên cầu ấy, tự dưng nó thấp hẳn lên, bắt buộc mình phải giảm tốc độ đấy. Chỗ này là còn thấp đấy. Đây là một minh chứng các bạn xem nhá. Này, nhìn con xe trước này, nó sẽ vẩy lên này, đấy, phải phanh lại này. Đấy nó có gờ này mọi người. Đây là con dốc rồi. Những xe tất cả các xe đi lên dốc đều phải phanh lại. Đấy, đây nó sẽ có một đoạn gờ lên này. À, gờ này. Đấy. Gờ. Úi giời ơi. Rồi chúng ta sẽ đi lên dốc. Chưa hết mọi người ạ, đến đoạn cuối nữa cơ. À, đến đoạn cuối nó sẽ có một cái đoạn gờ lên như thế nữa. Nếu mà đi nhanh xuống dốc phát là ăn đòn ngay. Đây mọi người. Đây bạn, giờ lên đây. Không thể đi nhanh được mọi người. Nên là đi cái đường này không đi nhanh được. Cái thỉnh thoảng nó có giờ lên thế. Tham gia giao thông ở miền Tây là hay thật sự mọi người ạ. Vừa đấy mình đi đang đi đường ấy, tự dưng thấy bác tài xế ở len đối diện băng rơi thế này. Thế là đi một cây nữa thấy có công an đang chờ mọi người ạ. Điều này mình thấy rất hiếm ở ngoài Bắc. Thấy trong Nam mọi người hỏi nhau nhiều. Chẳng hạn như là nếu muốn hỏi đối phương thì chỉ cần chỉ. Thế là đối phương sẽ trả lời. Hay phết. Đi cái đường Kiên Giang, Cà Mau Kiên Giang này nó cũng dễ vi phạm thật. Kiểu đường có hai len này, hai len bé xíu. Xong rồi thỉnh thoảng đến cái chỗ mà nó có vạch liền vàng ấy. Xong rồi lại có một ông xe máy, hai ông xe máy đi ở bên cạnh. Ai mà đi nhanh là lấn len ngay, làm vi phạm ngay. Thế là phải đi cẩn thận mọi người ạ. Sắp đến Rạch Giá mọi người, ở đây người ta bán dứa này, quả thốt nốt này mọi người. Này thốt nốt này. Ôi nhiều thế. Dứa đây to thật đấy. Cầu Cái lớn mọi người ạ, chắc đây là sông Cái. Wow, sông rộng thế, sông to thế. Ôi.
to hơn cái sông Hồng nhà mình. Sông to quá mọi người. Còn hơn 20 cây nữa đến rạch Giá mọi người ạ. Ui. Ui. Cả một rừng dừa luôn mọi người ơi. Ui, toàn dừa là dừa. Toàn dừa là dừa. Hết 60. Ôi, hai bên đường bán rất là nhiều dứa mọi người ạ. Dứa đây to lắm. Nước khóm sâm lạnh. Cá. Thốt nốt. Hải sản luôn. Sắp đến thành phố rồi. Bắt đầu tấp nập rồi mọi người ạ. Chứ đi đường vừa rồi vừa mệt vừa buồn ngủ. Bên toàn là dừa mọi người ạ. Hay không? Sao nhiều dừa thế nhỉ? Cầu Cái Bé. Lại đi qua một cây cầu nữa. Rồi thuyền bè. Thuyền này. Thuyền hình như có vẻ vẫn chưa ra biển mọi người ạ. Do ảnh hưởng của bão ấy mọi người. Thuyền vẫn neo đậu ở đây. Bây giờ mình sẽ chạy thẳng ra cảng Rạch Giá mọi người ạ. Để xem là có thuyền chạy, có phà chạy ra Phú Quốc không. Chào mừng các bạn đến với thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Thành phố này mình thấy cũng vắng vắng mọi người ạ. Không thấy đông lắm. Lại đến một thành phố mới với những con người mới. Đây là đường Phan Thị Hoàng. Phan Thị Ràng ở Phan Thị Ràng. Nhà mình đang trong trên đường đi ra cảng Thạnh Thới. Ra đây để xem là phà Phú Quốc có hoạt động chưa. Tại vì mấy hôm trước thì vẫn có tin là phà thì đang ngừng hoạt động vì mưa bão mọi người ạ. Chứng tỏ là Rạch Giá này là đông hơn Phú Quốc, đông hơn Cà Mau đấy. Anh thấy nhiều khu dân cư lắm, khu đô thị lắm. Ôi. Kìa cái kia gọi là cái gì nhỉ? Đu quay à? Ôi, khu này 90 m rẽ phải và đường 3 tháng 2. Đây rẽ phải ở đây rồi. Rẽ phải đây á. Ủa. Khu này đẹp nhỉ. Rạch Giá là 68 mọi người ạ. À. Ôi giời, toàn sắc hào mọi người. Khác xa với Cà Mau. Ra biển rồi này mọi người. Yeah, đã ra biển rồi mọi người. Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy biển. Cái biển đây nó cứ đục đục nhỉ. Rồi xong có đường rẽ không? Có đường rẽ không? Nó phải thông với nhau chứ. Nó làm biển nó làm xịn như này thôi đây này. Ủa sóng thế này. Ủa sóng lắm, sóng to lắm Thảo ạ. Ừ, thế bảo là đi ra Phú Quốc là cũng không bảo không chơi được á. Ủa sao biển đây nó cứ đục đục mọi người ạ. Ờ sao có cả bèo lắm mọi người ạ. Anh ơi chỗ này đi vào phà Phú Quốc không? Xe em đi được không? Xe hả? Mình có đăng ký chưa? Chưa ạ. Bây giờ vào mua vé. Mấy người đi? Đây. Hai người. Thôi, dạ. Rồi đóng phí vô khoảng 10.000 đi rồi để. Ủa? Ôi, tàu chạy rồi, 12 rưỡi tàu chạy rồi. Thế con tàu nào không anh? Còn cao tốc, gửi xe lại. À không không, em đi cả xe cơ. Cả xe phải bây giờ phải lên Hà Tiên, cho ngày mai đi. Thế ạ? À? Ủa thế ạ? À? Chứ ở đây là hết chuyến rồi ạ? À? Nó chuyến rồi, 12 rưỡi nó chạy rồi. Một ngày chỉ chạy một chuyến thôi ạ? À? Ngày 2 chuyến nhưng mà bữa nay nó chạy con chuyến 12 rưỡi thôi. À thế ạ? À? Thế con Hà Tiên ạ? À? Hà Tiên thì còn chuyến mấy giờ rồi? Tới chiều 6 giờ. Thì xe bây giờ ra Hà Tiên bao nhiêu tiếng? 100 cây. 100 cây là còn, nếu bạn đi kịp thì sẽ đi được luôn chuyến 6 giờ. Còn nếu không kịp thì phải sáng mai. Không, đây lên chảnh thì kịp chứ là chuyến 4 giờ rồi, đâu cần tới dạ, 6 giờ đâu. Thế bây giờ em ra Hà Tiên là kịp cái gì ạ? Kịp. Cảm ơn nhá. Anh ơi, tàu dạ. Nó chạy mấy tiếng ấy nhỉ? Mình bảo nó chạy tiếng mấy, 2 tiếng à? À, em cảm ơn ạ. Bây giờ mình đi thì chúng ta phải chờ mọi người ạ. Chờ đến 12 rưỡi ngày mai. Đây là cái phà cao tốc này. Rạch Giá Phú Quốc này.
Còn đây là mọi người xe đi xe về này. Ủa mình nhìn trên video thấy to lắm mà sao đây lại thấy nhỏ nhỏ nhỉ? Và cao tốc thạch thờ. Nếu mà mọi người không đi xe thì có thể đi tàu, những cái tàu như thế này. Đây là bảng giá này mọi người. Bạn ơi cho mình hỏi là xe tải van mà 6 chỗ ấy, thì là vé ra ngoài đảo là bao nhiêu bạn nhỉ? Xe gì hả chị? Xe 16 chỗ nhưng mà đã hạ tải xuống 6 chỗ. 2 triệu chị ơi. 2 triệu à? Mà đấy là tính xe thôi hay là tính cả người trên xe rồi? Chỉ tính xe thôi chị, vé xe thôi. Còn người không mất tiền. Vé người tính riêng nữa à? Thế hai người lớn hai trẻ em thì là tính thêm là bao nhiêu ạ? Trẻ em là từ 1m tới 1m2 là 260 chị. Còn trên 1m2? Trên 1m2 bên em sẽ tính vé người lớn. Ờ. À. Thế người lớn là 260 ạ? 290. 290 ạ. Trẻ em 1m đến 1m2 là 260.000. Chênh nhau có 30.000 thôi ạ. À. Ờ, cảm ơn bạn. Ý là nếu như mà bà tối nay ý, thì bọn trẻ con nó ngủ ở đấy, tối nay thì sáng mai nó đi chơi luôn rồi nó sẽ đỡ mệt hơn. Thế, thu rạch giá mà đi Hà Tiên thì sẽ mất là 2 tiếng 12 phút mọi người ạ. Đi hết 87 cây. Bây giờ đang là 1 giờ 15 phút chiều. Thì nếu mà đến Hà Tiên kịp thì có thể bắt được chuyến cuối cùng mọi người ạ. Chuyến cuối cùng ra Phú Quốc mọi người ạ. Không bắt được chuyến cuối cùng thì chúng ta sẽ ngủ lại thành phố Hà Tiên, ngủ lại ở cảng Hà Tiên, xong rồi sáng ngày mai chúng ta sẽ bắt chuyến sớm nhất lúc 4:20 sáng. Đấy, kế hoạch là như thế mọi người ạ. Đây, tạm biệt thành phố Rạch Giá, chúng tôi sẽ đi đến Hà Tiên đây. Để đi đến Hà Tiên thì chúng ta cứ đi theo quốc lộ 80. Ở Hà Tiên thì có một cái cửa khẩu là cửa khẩu quốc tế giáp với Campuchia mọi người ạ. Hà Tiên là giáp với Campuchia rồi. Không biết là có nên đi qua đấy xem như nào không. Tại vì kem với cây thì không mang giấy khai sinh, không mang passport, hộ chiếu. Nói chung là đi ở miền Tây, mấy con đường ở miền Tây ấy, là chúng ta cứ đường nhựa một bên và đường sông một bên mọi người ạ. Thế là tất cả những cái nhà như này ấy, là một bên là hướng ra mặt đường nhựa, còn bên kia là hướng ra sông, nên là nhà nào cũng cũng có ghe mọi người ạ. Rồi cái đường đi Hà Tiên này nó cũng như y hệt những đường Cà Mau mọi người. Cứ đi một đoạn nó lại ổ gà nhiều lắm, nó mới nhanh được. Mà nó có hai len như đường quốc lộ 1A hôm trước đi Cà Mau có hai len không ổ gà. Nắng rồi anh chị em ơi. Nắng rồi mọi người ơi, đi biển là phải có nắng mọi người ạ. À. Trời ơi. Tan hết mây đi trời ơi. Tan hết mây đi, nắng rồi. Yeah. Đấy. Hôm nay chỉ ăn bánh mì thôi, hết tiền rồi. Úi giời, không phải giọng đấy. Giọng đây. Giọng chua chua vừa nãy cơ. Ăn bánh mì thôi, hết tiền rồi. Bao nhiêu tiền rồi? 30 củ rồi. Ăn hải sản đi. Bánh mì. Ai ăn bánh mì ra đây. Bánh mì. Sắp đến rồi mọi người ơi. 23 phút nữa. Đường đẹp rồi anh chị em ơi. Sắp đến thành phố phát là đường đẹp ngay. Hay là đường rộng không ổ gà. Cách thành phố 16 cây. Thành phố Hà Tiên mọi người ạ. Biển thì ở ngay bên cạnh. Lát nữa chúng ta sẽ đi qua một cái đường ven biển. Đây, đường ven biển này. Lát nữa chúng ta sẽ đi theo một cái đường ven biển để xem không biết nó có đẹp như đường ven biển này không. Ở đây đang nuôi tôm rất là nhiều mọi người. Đấy, rất nhiều đầm nuôi tôm. Đang đi đường ven biển mọi người ạ. Wow, biển này.
biển ở đây mình thấy biển này làm gì có bãi được. Ừ. Biển này bị sập lấn hết rồi, làm gì có cát. Không có cát mọi người. Tiếng gì ấy? Nhà mình tìm ra được cái một cái bãi này hay quá mọi người ạ. Bến tàu bãi bãi bằng mọi người ạ. Đây là bến tàu bãi bằng kia mọi người. Bây giờ mình sẽ chạy ra đấy nhé. Về là bể luôn. À. Ngủ cũng được đấy. Trong nước ở Dông An. À. À. Cao nhỉ, sao? Ôi, không ra đâu, sợ lắm. Đến nơi rồi anh em ơi. Đây. Khu phức hợp dịch vụ cảng Bình An. Trạm dừng chân Bình An Hà Tiên. Chỗ Bình An Hà Tiên. Đó. Kìa có mấy con phà kìa. Phà to đùng kìa. Đây mình sẽ đi vào. Đây đường vào các bạn. Ui, cà phê, thức ăn nhanh, siêu thị tiện lợi luôn. Kinh hủ không? To phết đấy chứ nhỉ? Ô tô rẽ phải. À nhập đăng kiểm nữa, đăng kiểm bố ạ. Sao mình gửi vậy? Một trẻ em 8 tuổi nha. Bạn 8 tuổi là tính vé trẻ em à chú? À, trẻ em. Trẻ em là bao nhiêu phần trăm với người lớn? Đây đây đây. Dạ. Ok đây đây. Dạ vâng ạ. Vé là 1,4 triệu này. Vé người lớn 185, em bé 130. À, lái xe ở đây là không mất tiền vé nha. Ừ. Tình hình giữa cảng Hà Tiên và cảng Rạch Giá thì bên nào rẻ hơn? Xe nhà mình á, ở bên này là xe 1,4 triệu. Ừ. Còn bên kia là xe 2 triệu. Rồi. Còn bên kia là vé người lớn là 290. Bên Hà Tiên là bao nhiêu? Ở đây là 190. 190 mà lại được miễn phí cho tài xế. Ừ, bên kia bị tính thành 3 người lớn, bên này tính 2 người lớn. Là 2 người thôi. Kem được, cây được free. Yeah. Kem cây được miễn phí á? Yeah. Kem tính vé trẻ em. Thế trẻ em 70% nhưng cây được free. Cây được miễn phí mọi người ạ. Vì cây lùn. Vì cây chưa đến 1 mét. Thế là tổng thiệt hại là bao nhiêu?
Một củ 715.000. 1 triệu 7 mọi người ạ. Tốn tiền quá, tốn tiền quá. Một chiều về nữa là 3,4 triệu. Ui dồi. Còn chiều về nữa mọi người ạ, quên mất chưa tính chiều về. Thế hai bố con tôi sẽ vào review tổ hợp ăn uống Game Center này luôn cho mọi người. Sao nhà chờ ở đây hiện đại nhỉ? Có cả Game Center luôn. Siêu thị tiện lợi luôn. Đây là khu vui chơi trẻ em à. Đây là khu bán quần áo. Ui, kia có cả võng luôn. Tôi sẽ đụng. Đây là chỗ phòng chờ. Phòng chờ có cả võng. Đây là cà phê, đồ uống, đồ ăn. Đây là phà to. Đây là phà ra Phú Quốc. Phà Hà Tiên. Hai con. Ui, phòng chờ này rộng thế. Siêu thị này Lâm Anh. Mua gì? Chào em. Ok. Mua nước. Thì cũng đã lên được phà. Đây là toàn bộ nguy hiểm quá nhỉ. Cứ vào đi. Ui, có giường nằm luôn này. Đây là khu giường nằm. Phòng VIP luôn. Hai tầng mọi người. Có tivi luôn. Phòng khách đoàn. Khách có vẻ VIP. Có cả phòng cho khách đoàn luôn. Phòng ở trong là có điều hòa mọi người ạ. Còn đây là phía bên ngoài. Đang xếp đồ mọi người. Xe mình nhỏ. Đây là phòng thiên trường. Không được vào. Kia là chỗ phòng nghỉ à. Đây toàn bộ con phà nó sẽ như thế nào. Kia là thành phố Hà Tiên. Hà Tiên đây mọi người. À, hôm nay mình thấy không mặt trời. Đi rồi Hà Tiên. Xíu kia đâu ngoài biển.
Đô đã thấy say sóng rồi. Xuống dưới xe nằm mà nó trong chành, nó say lắm mọi người ạ, không thể nằm ngủ được. Thế thôi đi lên trên vậy. Chú cho con một chai xe. Chú cho con một lon, một chai trà đào C2 ạ. Là tiền. Người ta phải câu điện từ đất liền này mọi người. Đấy, người ta phải câu điện từ đất liền. Đây tận Phú Quốc. Bao nhiêu cột điện? Vẫn nhiều mây lắm mọi người. Mây đen, mưa mưa. Sắp đến rồi mọi người. Mấy cái mây ngay trên đầu luôn mọi người, thấy không? Cách mình chắc một vài mét. Trước qua là hôm nay không có, hôm nay nhiều mây quá nên không ngắm được rồi hoàng hôn. Hoàng hôn bên này, đi bên này. Ôi, tình hình là có sự nhầm lẫn nhẹ mọi người. Cái chỗ mà cái đảo mà mình chỉ mọi người ấy, nó chỉ là cái đảo nhỏ, gọi là cái đảo mà mình chỉ các bạn ấy, nó là cái đảo nhỏ nhỏ rồi. Còn Phú Quốc nó ở đây cơ mọi người ạ. To đúng đây cơ mọi người ạ. Phú Quốc hay ở đâu ấy? Ôi, to lắm. Ở đây thì giáp với Campuchia luôn mọi người ạ. Campuchia bên này. Hà Tiên là cũng gần Campuchia luôn mọi người. Hà Tiên mọi người. Ngất hết rồi mọi người ạ. Nhưng mà cái thằng này nó khỏe thế. Vẫn ngồi chơi game. Lớn quá mọi người ạ. Say quá. Đây là vợ tôi khi đi phà ra Phú Quốc mọi người. Úi dồi, đi phà mà đã thế này rồi thì đi tàu cao tốc thì như nào. Dậy đây đến nơi rồi. Đến nơi rồi mọi người ơi. Đẹp quá. Cũng tìm thấy đất liền rồi. Xin hỏi bạn cây, chuyến đi vừa rồi nhanh hay là lâu? Nhanh. Nhanh à? Bạn có thấy khó chịu trong người không? À. Bạn có thấy say sóng không? À. Bạn vừa chơi game, bạn vừa ngồi trên tàu mà bạn không thấy gì á? Bạn vẫn thấy, bây giờ bạn thấy người mình như nào? Tốt. Bạn game ơi, bạn game mất sức rồi thôi, bạn game mệt lắm rồi, khổ tâm bạn game. Bạn game sắp ngất rồi. Bố tí nôn. Ok, Kem có thích đi tàu này không? Cái đi một mình nhá. Mọi người đi ra rồi. Trời ơi, chết mất rồi. Không phải là chiều. Những bước đi đầu tiên trên Phú Quốc mọi người ạ. Đây là lần đầu tiên mình đến Phú Quốc. Thảo đây là lần thứ mấy? Đầu tiên. Cũng lần đầu tiên luôn. Đây là lần đầu tiên cả gia đình Kem Cây đến Phú Quốc mọi người ạ. Và đến với một cách không suôn sẻ gì lắm. Đó là đi bằng phà mọi người ạ. Ôi ôi, nó say xe nó buồn nôn mọi người ạ. Thế nên là lời khuyên ý, nếu mà được được thì mọi người nên đi máy bay mọi người nhá. Còn nếu mà trường hợp mà phải đi tàu như nhà mình thì tốt nhất là nên ra Hà Tiên mọi người nhá. Hoặc nên chọn ngày nào mà biển nó lặng nhá. Chứ đi Rạch Giá xa lắm. Say gần chết. Giờ nhà mình sẽ đi thẳng vào Phú Quốc mọi người ạ. Không biết đêm nay ngủ đâu đây. Đến vào Phú Quốc vào lúc 9 giờ tối mọi người ạ. Đi chuyến từ 5:30 mà 9 giờ mới tới nơi, mất 3 tiếng rưỡi mọi người ạ. Đi từ Rạch Giá chắc phải mất 5-6 tiếng quá. Cửa còn có 13%. Ừ.
Ê, món đầu tiên chúng tôi ăn tại Phú Quốc đó là cơm tấm mọi người ạ. Đi nướng nay thèm cơm quá. Toàn ăn linh tinh. Nói chung là khi mà bạn đi dọc bờ biển rồi thì chỉ thèm ăn cơm thôi mọi người ạ. Ăn cơm thôi. Đậu hũ hấp lá dứa xong rồi cho gia vị vào ăn. Hi chào các bạn. Đây là 11:30 rồi mọi người ạ. 11:30 rồi. Nhà mình thì loay hoay một hồi chạy vào chỗ Safari Phú Quốc ấy, định ngủ trong đấy. Nhưng mà bảo vệ họ bảo họ chỉ ra đây. Đây là gọi là thành phố không ngủ mọi người ạ. Là Grand cái gì đó. Đây mình đang đỗ ở bãi xe mọi người ạ. Đây bãi xe. Cả bãi xe này rất siêu rộng mọi người ạ. Mọi người thấy rộng không? Bãi xe mình đỗ đây. Chắc là hôm nay ngủ tạm đây một hôm. Nói thật là lúc nào cũng thế. Khi mà mới đến một thành phố mới thì sẽ loay hoay mọi người ạ. Loay hoay tìm chỗ đỗ xe, tìm chỗ ngủ qua đêm. Thì dần dần sẽ tìm được thôi mọi người. Hôm nay là mình đến Phú Quốc hơi muộn ấy, 9 giờ hơn mình đến. Nên là cũng không có nhiều lựa chọn lắm mọi người ạ. Nếu mà mọi người mà ví dụ đi xe Mobihome ấy thì cố gắng đến một thành phố nào đó sớm sớm một chút. Tầm 4-5 giờ mọi người thì còn có cái để chơi. Hôm nay mình đi phà đi chuyến cuối luôn mọi người ạ. Đi chuyến như nào nhỉ? Chuyến 5 rưỡi mà đến tận 9 giờ tối mới đến, xong rồi đi ăn tối các kiểu xong rồi chạy lên đây. Cũng hết khoảng tầm đấy 2-3 tiếng mọi người ạ. Bây giờ sẽ chuẩn bị đi ngủ đây, xong rồi bắt đầu mai mình đi tiếp. Mai mình sẽ cho các con khám phá Safari, Vinpearl Safari mọi người ạ. Đây là cách nhà mình xả thải đấy mọi người. Chỗ nào nó cũng sẽ có cái nắp ống cống như này. Thì mình sẽ xả thải đúng ở cái chỗ nắp ống cống này thôi. Hello, xin chào các bạn. Bây giờ đang là 7 giờ sáng. Và mình vừa tìm được cái bãi biển khá là đẹp mọi người ạ. Mà nói chung là ở Phú Quốc này thì đúng là thiên đường cho Mobihome mọi người ạ. Chỗ nào cũng có thể ngủ qua đêm được. Bây giờ chúng tôi sẽ đi mua vé mọi người ạ. Vinhome Safari. Giờ sáng quá, chả gì cả.